Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng quay lại với chương trình Leo and You của Giang TV. Và các bạn thân mến, trước khi chúng ta cùng đến với phần Stop the Clock để cùng đến với những 6 giây rất là căng thẳng của Đông Nhi, thì xin mời các bạn cùng đến với một phần rất là dễ thương của chương trình, đó là phần trò chơi dành cho khán giả tại trường quay. Và trò chơi lần này cũng đã được gợi ý bởi một bạn có nickname là Bi Sunny Ngô. Thông qua website yêuamnhac.com, chúng tôi sẽ gửi quà dành cho bạn. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép mời những khán giả tại trường quay tham gia trò chơi của bạn. Trò chơi như sau, chương trình sẽ đưa ra những cái bài hát của Đông Nhi và Đông Nhi sẽ thể hiện những bài hát này. Tuy nhiên cách thể hiện của Đông Nhi rất là đặc biệt như thế nào thì tí nữa Leo cùng với Đông Nhi sẽ báo với các bạn sau. Chúng tôi sẽ chọn ra hai đội chơi và mỗi đội chơi sẽ có 3 bạn khán giả. Xin mời hai bạn nữ và bạn trai đang lắc vậy nè, đó rồi ba bạn, còn Đông Nhi chọn bên này đi. Đó có ba bạn, một hay hai bạn nữ đó với một bạn nam đây luôn. Rồi xin mời các bạn bước ra sân khấu ạ. Chúng ta vỗ tay cho hai đội chơi ngày hôm nay. Và luật chơi của chúng tôi như sau, chúng ta sẽ lần lượt từng bạn của từng đội sẽ lên đứng ở hai đầu bàn. Các bạn sẽ nhìn Đông Nhi diễn tả tựa đề bài hát thông qua hành động, có nghĩa là Đông Nhi sẽ không nói câu nào hết mà chỉ diễn tả hành động thôi. Bạn nào đoán ra được đó là bài hát gì, chúng ta sẽ giành quyền trả lời bằng cách nhấn chuông. Được không ạ? Khi bạn đã nhấn chuông nghĩa là bạn được quyền ưu tiên trả lời, và nếu như bạn trả lời đúng bạn sẽ nhận được một điểm dành cho đội của mình. Còn nếu như bạn trả lời sai thì một điểm đó sẽ thuộc về đội còn lại mặc dù họ không trả lời gì hết. Và mỗi khi các bạn đưa ra đáp án như vậy thì Đông Nhi sẽ hát tặng một đoạn trong ca khúc đó cho các bạn. Được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay cho cả hai đội chơi. Dễ, bây giờ sẽ là lượt chơi đầu tiên. Xin mời hai bạn đầu tiên. Bây giờ xin mời các bạn xem chị Đông Nhi thể hiện nha. Nhớ giành quyền nha. Rồi xin mời bạn. Là bài Merino. Bài Mario. Merino. Merino. Kem Merino. Và Đông Nhi nói rằng đây là một đáp án không chính xác. Đây là đáp án gì ạ? Lời thú tội ngọt ngào. Lời thú tội ngọt ngào, bạn làm lại thử coi sao mà thú tội ngọt ngào đâu. À vậy là có biết lỗi nè. Xong rồi sao nữa? Cái này là cái gì? Mừng. Xong rồi cầm kem ăn ngon. Trời đất ơi, cái này làm sao mà đoán ra được. Tự nhiên lời thú tội ngọt ngào là đầu tiên là biết lỗi, sau rồi cái mừng, cái ăn kem. À, đúng rồi, cũng khó đó, là lỗi tại bạn. Nhưng mà dù sao đúng luật của chương trình là đội bên này đã nhường một điểm cho đội bên này. Chúng ta vẫn cổ vũ ạ. Bây giờ thì xin mời Đông Nhi sẽ hát một đoạn bài hát này dành tặng cho khán giả. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng, anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen. Trong giây phút đó em biết em đã xa. Chuẩn bị đến với cái màn cực kỳ khó khăn của Đông Nhi với bài hát Xoài. Bên này tiếp tục. Bạn đoán đây là bài gì ạ? Dạ, đấy, bài này là Ác mộng của những giấc mơ. Ác mộng của những giấc mơ, và đây là một đáp án chính xác. Từng cơn gió xuyên qua nhanh cây, từng tia nắng mang theo bóng mây, lại nghe tiếng kim đồng hồ vẫn cứ xoay, vẫn bên tai tích tắc tích tắc. Gom góp những ký ức xưa, ngày anh đến cho em trái tim là ngày hạnh phúc nhất trên đời, vì có anh được bên nhau sánh đôi bước đi. Xin thời gian đừng yên lặng đi, để ngày không anh mãi mãi chỉ riêng ngày hôm nay. Không bao giờ em tin rằng ngày hôm qua là ngày mất anh. Rất là dễ thương phải không ạ? Và các bạn thân mến, vào lúc này thì cả hai đội chơi của chúng ta đang ngang bằng điểm nhau, mỗi bên được một điểm. Như vậy đây là cơ hội cuối cùng sẽ quyết định đội nào sẽ là đội thắng cuộc. Xin mời hai thành viên cuối cùng của cả hai đội ạ. Hai bạn cùng đọc một lúc, tuy nhiên bạn trai nhanh hơn, xin mời bạn. Bài khóc à? Và đây là đáp án chính xác. Chúng ta sẽ cùng đến với bài khóc với giọng hát của Đông Nhi. Lệ cây khoe vì mùa
trở về, những nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau. Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ, dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa. Lệ cay khóe vì một người đã đi mang theo giấc mơ, nơi đó chôn sâu kia cùng tháng năm thân đêm. Vì anh đã đi mãi, vì em còn yêu anh, dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến và quý vị thân mến, như vậy là cùng với trò chơi lần này thì chúng ta cũng đã tìm ra được đội thắng cuộc, đó chính là đội bên tay phải của Tùng và Đông Nhi. Chúng ta hãy cổ vũ cho các bạn ấy. Các cô gái và chàng trai bên này chúng ta thua một điểm, tuy nhiên các bạn vẫn nhận được quà của chương trình. Và bây giờ thì xin mời ban tổ chức sẽ dành phần quà của nhà tài trợ cho các bạn bên tay phải và phần quà của Danh TV dành cho các bạn bên tay trái. Đông Nhi ơi, giúp chương trình tặng quà cho các bạn nha. Vừa rồi là trò chơi dành cho khán giả, còn bây giờ sẽ là Stop the Clock. Và đây chính là phần rất là đáng yêu, dễ thương của chương trình, đó là phần Stop the Clock. Lý do đáng yêu của nó chính là bởi vì thông qua phần này thì hoặc là Đông Nhi hoặc là Leo sẽ bị phạt. Nếu như mà Đông Nhi vượt qua 5 câu hỏi liên tục thắng cuộc thì Leo sẽ là người bị phạt. Còn nếu như mà Đông Nhi mà trả lời không được, có nghĩa là cả câu hỏi và câu trả lời chỉ trong vòng 6 giây thôi, bạn không thể nào trả lời được trong vòng 6 giây thì bạn sẽ bị phạt. Được không ạ? Còn đối với khán giả tại trường quay á, thì Leo biết ngày hôm nay có rất là nhiều fan hâm mộ của Đông Nhi ở đây. Đương nhiên các bạn không có muốn là Đông Nhi bị phạt đúng không? Các bạn rất là muốn là Leo là người bị phạt đúng không? Nhưng mà thiệt ra là các bạn nên suy nghĩ theo chiều hướng này nè. Cái người bị phạt nên là Đông Nhi á thì mình mới có nhiều cái điều thú vị khác, chứ Leo là mà người bị phạt thì cái chuyện nó quá bình thường rồi, đúng không ạ? Không, bình thường Đông Nhi bị phạt nhiều rồi, bây giờ bữa nay Leo đúng hơn đúng không? Trời ơi, có khán giả thiệt là quá đáng mà. Thôi thì chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình dành cho Đông Nhi. MV đầu tiên của Đông Nhi là MV nào? Ngọc Ngà à, Bối Rối. Thật ra thì Leo cũng không có đủ biết được đáp án chính xác là gì. Như vậy cuối cùng là Ngọt Ngào hay Bối Rối? Bối Rối. Bối Rối đúng không các bạn? Đúng. Đây là câu trả lời chính xác, chúng ta vỗ tay cho Đông Nhi. À sai hả? Không, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Không. Đúng không? Tôi tin cánh bên này hơn. Bối Rối. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 2. MV nào Đông Nhi hóa thân thành một cô gái bị gặp ác mộng? Ác mộng của những giấc mơ. Đúng rồi. Toàn là những câu hỏi về MV thôi, chắc là Đông Nhi thắng mất rồi. Buồn ghê luôn á. Câu hỏi số 3. MV nào của Đông Nhi có liên quan đến một bộ phim truyền hình? Nhất quỷ gì mà? Trời trời nhắc. Ôi, khán giả ăn gian quá à, khán giả nhắc. Bây giờ mình hứa là câu sau mình im đi, không tôi bị phạt rồi sao? MV nào của Đông Nhi có một người bạn diễn cùng tên với Leo? Các bạn cũng đâu có nhắc được, tại các bạn đâu có biết, cái này có mình Leo biết à. Trong một MV có một chàng trai đóng vai người yêu của Đông Nhi và người này bị Đông Nhi hiểu lầm. À, anh ấy tên là Nguyễn Thanh Tùng. Ờ, đúng rồi. Đúng không ạ? À? Đó là MV gì ạ? À? Lời Tôi Thật Ngọt Ngào. Rồi, như vậy là đường đường chính chính Leo đã thắng và Đông Nhi sẽ là người bị phạt. Dù buồn không, khán giả cũng vỗ tay đi. Chưa hết 6 câu mà. Nhưng mà đã không trả lời được câu nào thì là bị phạt câu đó. Đúng không ạ? À? Chúng ta vỗ tay chút xíu đi cho dù buồn. Thật ra là người buồn chỉ có mình Đông Nhi thôi, chứ khán giả sẽ không buồn đâu. Bởi vì phần phạt của chương trình lúc nào chả dễ thương, phải không thưa quý vị? Và hình phạt dành cho Đông Nhi kỳ này như sau. Đông Nhi ơi, hồi nhỏ em có học múa mà phải không? Dạ. Chưa nãy em múa cũng đẹp lắm đó. Hồi nãy em múa rất là đẹp luôn đó. Dạ. Bây giờ hình phạt như sau. Đã là một thiên nga trắng thì phải biết múa. Thiên nga mà sao không biết múa được, đúng không? Cho nên bây giờ sẽ mở một đoạn nhạc lên để Đông Nhi múa, và cùng với một đạo cụ của chương trình, đó là múa lụa. Chúng ta vỗ tay cho Đông Nhi múa ạ. Wow, đẹp.
đẹp quá. Ok, cảm ơn Đông Duy. Trời dễ thương quá, anh không có ngờ nha. Anh hôm nay anh mới biết đó, em là tài năng đầy mình luôn. Thế là kêu em làm gì em cũng làm được hết á. Bây giờ Tùng mới biết ha, hễ mà kêu Đông Nhi làm gì, điều đầu tiên Đông Nhi sẽ nói là thôi em học có biết làm đâu. Nhưng mà cuối cùng làm cái gì cũng hay hết trơn, đúng không ạ? Các bạn, chúng ta cổ vũ cho Đông Nhi. Xin mời Đông Nhi ngồi xuống ạ. Gần đây thì những MV của Đông Nhi có cái gì đó nó hơi u ám. Dạ. Thì điều đó nó thể hiện rằng là Đông Nhi đang có chuyện buồn, đang đi qua những chuyện không vui, hay là bản thân bạn đang tưởng tượng ra một cái điều gì đó nó không được hay lắm? Có vẻ như là nếu như mà nhìn Đông Nhi á, thì mọi người hay nghĩ là Đông Nhi là một người rất là vui vẻ, lúc nào cũng cười hết. Nhưng mà thực ra thì khi mà bắt đầu vào công việc, khi mà sáng tác một ca khúc hay là nghĩ một cái kịch bản cho một cái clip, thì Đông Nhi thường thường là thích những cái gì đó nó hơi buồn một chút. Không, có lẽ là do là bản thân Đông Nhi là một người rất là nhạy cảm với lại tình cảm, nên Đông Nhi thích là mình được sống với lại một cái nhân vật bi. Nhưng mà được sống với một nhân vật bi, nó có đồng nghĩa rằng là bởi vì Đông Nhi đã đi qua những chuyện rất là buồn cho nên là viết những ca khúc buồn không? Cũng có thể là như thế, nhưng mà không phải là đa số ca khúc nào Đông Nhi viết cũng là tâm trạng thật của mình. Nhiều khi đang rất là vui nhưng mà chỉ cần ngồi cầm cái viết, tự nhiên tưởng tượng đến một cái ngày nào đó mà những cái chuyện vui hiện giờ mình đang có bỗng tự nhiên nó không thuộc về mình nữa, nó tan đi, thì lúc đó mình sẽ như thế nào? Và với những cảm xúc đầy chất nghệ sĩ đó thì chúng tôi chờ đợi trong tương lai sẽ còn nhiều những tác phẩm hay đến từ nhạc sĩ Đông Nhi nữa, phải không các bạn? Chúng ta cổ vũ cho nhạc sĩ Đông Nhi. Quý vị thân mến, trong chương trình với phần sau thì đương nhiên vẫn sẽ có một nhân vật phụ sẽ cùng xuất hiện. Đó là nhân vật nào và nhân vật ấy sẽ mang câu chuyện gì đến với nhân vật chính của chúng ta, một cô nàng thiên nga. Xin quý vị đừng đi đâu hết, chúng ta sẽ cùng gặp nhân vật đó sau ít phút nữa. Gian TV trong chương trình Leo and Joe, chúng tôi xin được phép công bố họ là người yêu của nhau. Chuyện này dễ.